Việt Nam là một trong 20 nước mua vũ khí lớn nhất trên thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng thường xuyên với Trung Quốc và đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga, vốn là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng chính của Việt Nam. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga sau vụ sát nhập bán đảo Crimea cũng khiến Việt Nam đắn đo về độ tin cậy của Nga với tư cách là nhà cung cấp. Cuộc chiến Ukraine của Nga và việc phương Tây siết chặt trừng phạt còn làm cho sự khó khăn trong thanh toán và chuyển giao vũ khí. Nếu Việt Nam chứng lại theo Nga, thì nguy cơ thiếu hụt vũ khí trong tình hình mới là điều đáng lo ngại đối với nước ta. Điều này khiến nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng phòng thủ Việt Nam giảm sút. Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, Việt Nam đã âm thầm đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình từ nhiều năm trước cùng với năm thương vụ chấn động bị rò rỉ gần đây. Vậy Việt Nam đã bí mật mua những loại vũ khí nào khiến cho Mỹ, Trung Quốc và Nga sững sờ? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua video số này. Như chúng ta cũng biết, từ nhiều năm về trước, Nga đã trở thành nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Vào thời điểm cao điểm thì Việt Nam thậm chí còn nhập khẩu đến 80% các loại vũ khí khí tài từ các nước bạn lâu năm. Vậy nên nhiều người cho rằng khi Nga đang cạn kiệt dần nguồn cung vũ khí do cuộc chiến tranh ác liệt ở Ukraine, Việt Nam sẽ gặp rắc rối to. Đất nước hình chữ S sẽ bị thiếu hụt nhiều trang thiết bị quân sự quan trọng, khiến cho khả năng phòng thủ tấn công bị giảm sút không phanh. Tuy nhiên, Việt Nam đã cho thấy rằng điều hoàn toàn ngược lại khiến cho ai nấy cũng đều phải sững sờ. Thực ra, Việt Nam đã âm thầm đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình từ nhiều năm trước, cùng với năm thương vụ mua bán chấn động mới được rò rỉ gần đây. Theo thống kê cho thấy Việt Nam là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga tại khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên toàn cầu. Điều này cho thấy được Việt Nam quả thật có sự phụ thuộc khá lớn vào nguồn cung vũ khí từ Nga. Nó bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết lâu đời giữa đất nước hình chữ S với Liên Xô cũ trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng với sự nhạy bén trước thời cuộc, Việt Nam đã nhìn thấy được mối nguy cơ về việc mình lệ thuộc quá nhiều vào một nước nào đó. Vậy nên thời gian qua, chính phủ nước nhà đã âm thầm cắt giảm số lượng vũ khí mua sắm của Nga với số tiền từ 1 tỷ đô la năm 2014 xuống còn vài chục triệu đô la vào năm 2023, đồng thời ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí quan trọng với các quốc gia khác trên thế giới nhằm đa dạng hóa nguồn cung cho mình trong tương lai. Đầu tiên là Israel. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI cho biết, Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Việt Nam chỉ sau Nga. Ngoài hợp tác quân sự, Israel còn là một trong những nước hiếm hoi chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại cho Việt Nam, nổi bật như thương vụ chuyển giao dây chuyền sản xuất súng bộ binh Galin ACE-31/32 tại nhà máy Z-111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Được biết, sự hợp tác này bắt đầu kể từ khi hai nước ký kết một biên bản ghi nhớ về vấn đề quốc phòng vào năm 2015. Đến năm 2018, Việt Nam và Israel đã tổ chức đối thoại quốc phòng cùng với các bản hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự tập trung chủ yếu vào 3 hình thức: đặt mua toàn bộ một hệ thống tác chiến, đặt mua thiết bị trang bị cho một hệ thống cùng loại và chuyển giao công nghệ vũ khí hiện đại từ Israel sang Việt Nam. Chính giáo sư Jacheri Abuja của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ đã nói với trang VOA rằng, theo tài liệu được tiết lộ bởi các nguồn tin uy tín cho biết, Israel xuất khẩu vũ khí trị giá đến 1,5 tỷ đô la cho Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2021. Còn ở thời điểm hiện tại, các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel trị giá khoảng 2 tỷ đô la cũng đang hoặc bắt đầu được đàm phán để đi đến thỏa thuận chung. Tiếp đến là Cộng hòa Séc. Theo ước tính của nhóm chuyên gia Stockholm SIPRI cho biết, trong hai thập kỷ qua, Praha là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính của Liên minh châu Âu EU dành cho Việt Nam. Vào năm 2021, Hà Nội đã đặt mua 10 máy bay chiến đấu hạng nhẹ L-39NG từ nhà sản xuất Aerovodochody của Séc. Chúng sẽ bắt đầu được giao hàng trong năm nay. Còn trong năm 2023 vừa qua, trong chuyến công du Hà Nội 3 ngày của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, ông và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Theo đó, Việt Nam muốn gia tăng nhập khẩu các trang thiết bị quốc phòng của Cộng hòa Séc, bao gồm máy bay, radar, thiết bị nâng cấp xe thiết giáp và nhiều loại khí tài khác nhau để đa dạng hóa kho vũ khí của quốc gia. Đây được xem như là một trong những đối tác tiềm năng của Việt Nam ở thời điểm hiện tại, khi mà ngành sản xuất vũ khí của Cộng hòa Séc đang có sự phát triển vượt bậc suốt thời gian qua. Nhờ vậy mà nước này hiện có năng lực cung cấp vũ khí dồi dào theo đúng như nhu cầu và nguyện vọng của Việt Nam. Sau Cộng hòa Séc, cái tên thứ ba xuất hiện trong bảng danh sách vàng chính là Ấn Độ, một đối tác đang tăng cường hợp tác quân sự quốc phòng với Việt Nam suốt những năm qua trước sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và các khu vực xung quanh khác.
Theo trang tin AFI cho biết, mối quan hệ Việt-Ấn trong nhiều năm qua đã được cắt chặt, cùng với tầm nhìn chiến lược chung 12 điểm và khoản tín dụng 500 triệu đô la trợ giúp Việt Nam mua sắm vũ khí Ấn Độ nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Modi vào tháng 9 năm 2016. Con số này tăng gấp 5 lần so với khoản tín dụng trị giá 100 triệu đô la được cung cấp vào năm 2014 trước đây. Bởi vì với Ấn Độ, Việt Nam là một khách hàng chiến lược mang đến nhiều lợi ích trong lúc New Delhi đang tìm cách gia tăng xuất khẩu vũ khí để đạt mức 2 tỷ đô la vào những năm tới, cũng như trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc của New Delhi. Theo đó, việc hợp tác quân sự giữa hai nước Việt-Ấn không chỉ giới hạn ở lĩnh vực mua bán vũ khí, mà còn mở rộng ra lĩnh vực hợp tác đào tạo và huấn luyện quân sự. Ấn Độ đã đồng ý huấn luyện phi công Việt Nam trên những chiếc Su-30 và cả Sukhoi của Nga, đồng thời huấn luyện thủy thủ Việt Nam trên những con tàu ngầm lớp Kilo mà nước bạn đã đặt mua 6 chiếc vào năm 2009 từ bạn bè lâu năm. Ngoài ra, New Delhi còn tăng cường trợ giúp Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin tại Trường Sĩ quan Truyền tin ở Nha Trang. Đây là thành phố gần cảng Cam Ranh, nơi Nga vẫn còn duy trì một ít ảnh hưởng và Mỹ rất muốn quay trở lại trong tương lai không xa. Thậm chí mà có nhiều nguồn tin uy tín còn cho biết là hai nước Việt-Ấn đang thỏa thuận hợp tác về không gian, bao gồm các loại vệ tinh mà Ấn Độ sẽ phóng đi cho Việt Nam để quan sát nhiều khu vực trên Biển Đông. Nhưng thôi, tạm bỏ qua Ấn Độ, chúng ta sẽ đến với Hoa Kỳ, một quốc gia đang muốn lôi kéo Việt Nam về phía mình trong cuộc chiến tranh trường kỳ với Hoa Lục Đông Dân. Như chúng ta cũng biết, vào năm 2016, Hoa Kỳ đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam sau nhiều thập kỷ trừng phạt. Và suốt từ đó đến nay, Hoa Kỳ đã nhiều lần ngỏ ý sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Và hiện tại đất nước hình chữ S cũng đã tỏ ra khá quan tâm về những siêu phẩm mà Mỹ cho trình làng vừa qua. Cụ thể hơn là theo hãng tin Reuters ngày 23 tháng 9 năm 2023, trích dẫn hai nguồn tin thông thạo cho biết, chính quyền Biden đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước cựu thù. Thỏa thuận có thể được đúc kết vào năm 2024 tới đây. Theo đó, Washington sẽ không loại trừ khả năng cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Hà Nội. Thỏa thuận này chắc chắn sẽ gặp phản ứng mạnh từ Trung Quốc và giúp Việt Nam bớt phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí của Nga. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng hợp đồng mua bán vũ khí Việt-Mỹ có khả năng cao sẽ được ký kết vì theo lời một quan chức Mỹ cho biết, mối quan hệ an ninh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam hiện rất hiệu quả và đầy hứa hẹn. Vậy nên, chính quyền ông Biden muốn cung cấp cho Việt Nam một số công cụ để tăng cường khả năng giám sát trên biển cùng các loại máy bay vận tải tầm xa. Cuối cùng, chúng ta không thể nào bỏ qua một thương vụ mua bán vũ khí khác được Việt Nam ký kết cùng với Hàn Quốc được lan truyền gần đây. Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho hay, các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc ngay từ năm 2012 để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí. Nội dung chính trong các buổi làm việc giữa hai bên là việc thỏa thuận mua bán máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-350, sản phẩm của tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc KAI. Ngoài ra, thì với vị trí nằm trong top 10 các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển hàng đầu thế giới, Hàn Quốc hứa hẹn sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn khác nhau cho Việt Nam, chẳng hạn như pháo phòng không, tàu ngầm chiến đấu và cả loại tên lửa tàng hình hiện đại bậc nhất hiện nay. Nhưng dường như tham vọng của Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc đa dạng hóa nguồn cung từ các quốc gia khác. Thời gian gần đây, đất nước hình chữ S còn đầu tư mạnh tay vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước cùng với dây chuyền sản xuất nhiều loại vũ khí made in Việt Nam có tính sát thương cao. Đây được xem là một trong những hướng đi đúng đắn của đất nước hình chữ S trong bối cảnh hiện nay, khi mà thế giới liên tục có những biến động bất ngờ dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh đột ngột gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung vũ khí cho quốc gia. Vậy nên có thể nói là trong tương lai không xa, sức mạnh quốc phòng của Việt Nam không thể xem thường. Phải chăng đây cũng chính là lý do mà Việt Nam không hề tỏ ra nao đúng hay run sợ trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông? Nhận định về tình hình hiện tại của quân đội Việt Nam, tờ Reuters có biết, dù có ngân sách hơn 1 tỷ đô la hàng năm để mua vũ khí thiết bị quốc phòng, Việt Nam lại không có bất kỳ hợp đồng nào lớn trong năm 2023. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, vụ chuyển giao lớn duy nhất trong năm ngoái là Ấn Độ tặng một tàu hộ tống cũ cho Việt Nam. Do vậy, năm 2023 trở thành năm mà nhập khẩu vũ khí trang bị quân sự của Việt Nam ở mức thấp nhất kể từ năm 2017, không tính năm 2020 vì đại dịch COVID-19. Chuyên gia Reuters cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Trung Quốc, cùng với các vụ va chạm thường xuyên ở Biển Đông giữa tàu Trung Quốc và các tàu nước khác trong khu vực, Việt Nam đang thiếu những vũ khí đủ hiện đại để bảo vệ bản thân trong một cuộc xung đột quy mô lớn. Ông Carter, chuyên gia cấp cao về an ninh Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc cho biết, sự chênh lệch về sức mạnh quân sự thông thường sẽ tăng theo hướng có lợi cho Trung Quốc nếu Việt Nam tiếp tục kéo dài thời gian.
Và các chuyên gia khác cũng cho biết, Việt Nam chủ yếu cần tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Theo báo cáo năm 2019 của Bộ Quốc phòng, nước này vận hành các hệ thống phòng không được nhập khẩu từ Nga và Israel. Một số hệ thống trong đó đã được giới thiệu lần đầu tiên cách đây hơn 30 năm, tức là đã quá lạc hậu, cần phải được thay mới. Việt Nam đang cố gắng cải thiện ngành công nghiệp quốc phòng của mình, nhưng vẫn không thể sản xuất được vũ khí cỡ lớn như máy bay hay tàu chiến. Do vậy, nhập khẩu vẫn là con đường duy nhất lúc này. Còn ông Simon Wedderman, nhà nghiên cứu cấp cao tại SIPRI, cho biết việc thiếu các giao dịch công có thể là kết quả của một cuộc đàm phán khó khăn đang diễn ra. Trong đó, Việt Nam đang xem xét các đề nghị cạnh tranh. Việc thiếu các giao dịch vũ khí có thể là do còn có nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán, trong khi Việt Nam phải xem xét các đề xuất khác nhau. Theo dữ liệu của Nga, nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong nhiều thập niên đã giảm đáng kể. Số lượng vũ khí xuất khẩu, Hà Nội cũng không thể thanh toán hợp đồng mua vũ khí với Nga vì sẽ bị xem là vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Việt Nam đã tổ chức triển lãm quốc tế đầu tiên năm 2022 và công khai tuyên bố rằng họ muốn đa dạng hóa nguồn cung từ Moscow. Nhưng các cuộc đàm phán với những nhà cung cấp tiềm năng khác vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng. Việt Nam tìm tới các đối tác thương mại mới nổi, bao gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Cộng hòa Séc, nhưng không có thỏa thuận lớn nào được ký kết. Trong khi đó, Việt Nam đang dựa vào ngoại giao để duy trì quan hệ tốt đẹp với các siêu cường. Nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng, nếu không thể tìm kiếm được một bản hợp đồng chuyển giao vũ khí lớn, Việt Nam sẽ rất bị tổn thương nếu xung đột nổ ra, nhất là trên Biển Đông. Trên đây là toàn bộ bài viết trên trang Reuters. Tóm lại là các chuyên gia đều cho rằng, 5 năm qua, Việt Nam đã giảm đáng kể nhập khẩu vũ khí hiện đại. Cho đến năm ngoái thì không hề có một hợp đồng nào đáng kể được ký kết. Và đây là hồi chuông báo động vì tình hình Biển Đông hiện nay rất căng thẳng. Xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Việt Nam cần vũ khí để tự bảo vệ mình, không thể chỉ dựa vào mối quan hệ ngoại giao với các cường quốc được. Đầu tiên phải công nhận rằng, đây là tình trạng thực tế của quốc phòng Việt Nam trong nhiều năm qua. Trước đây, Việt Nam là một trong 20 quốc gia mua vũ khí lớn nhất thế giới. Ngân sách nhập khẩu vũ khí hàng năm của nước ta ước tính khoảng 1 tỷ đô la và không ngừng tăng lên qua các năm. Hầu hết số tiền đó được chuyển đến Nga, quốc gia trong nhiều thập kỷ là nhà cung cấp vũ khí và hệ thống phòng thủ chính của Việt Nam. Điều đó khiến Việt Nam trở thành một trong những khách hàng mua vũ khí hàng đầu của Nga. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây thì điều này đã thay đổi. Việt Nam tìm kiếm nhiều đối tác tiềm năng hơn để đa dạng hóa nguồn cung. Việc này đòi hỏi một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, vì quân đội Việt Nam đã quá quen thuộc với việc vận hành dòng vũ khí hệ Liên Xô, tức là Nga. Tích hợp vũ khí châu Âu hay Mỹ bảo sẽ là vấn đề lớn. Ngoài ra thì có một lý do khác khiến Việt Nam không chốt hợp đồng lớn nào trong 2 năm qua. Có thể là do các nhà lãnh đạo đang muốn quan sát tình hình thế giới, nhất là cuộc chiến Nga-Ukraine. Việc mua sắm vũ khí của thế giới nói chung và của cả Việt Nam nói riêng sẽ có những thay đổi lớn sau cuộc xung đột này. Các nước sẽ được biết đến món vũ khí nào là cần thiết cho cuộc chiến dài hơi, món nào đã cũ lỗi thời và món nào không thực sự mang lại hiệu quả cao. Rất có thể là những thứ mà trước đây quân đội ta luôn ao ước có được, nhưng nay nhìn vào thực tế thì chúng cũng không đáng để đầu tư. Ngược lại, có những món mà trước đây ta đánh giá chúng không cao, nhưng nay chúng lại có màn thể hiện ngoài sức mong đợi trên chiến trường ở Ukraine. Một cuộc chiến tranh thực tế như ở Ukraine sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định của ta rất nhiều thông tin để hiện đại hóa quân đội theo con đường chính xác. Dựa vào những thông tin đó, việc mua bán vũ khí của ta sẽ hiệu quả hơn do tập trung đúng nguồn lực cho những món đã chứng tỏ được giá trị trong thực chiến chứ không cần phải mua sắm dàn trải. Chúng ta đã có một quãng thời gian hơn chục năm đầu tư hiện đại hóa quân sự theo những kinh nghiệm cũ của chiến tranh Iran-Afghanistan. Nhưng giờ đây, thực tế, chiến tranh Ukraine đang phủ định nhiều kinh nghiệm của hai cuộc chiến trước. Ví dụ như trên chiến trường Ukraine hiện nay, có những loại vũ khí đang làm mưa làm gió mà trong những cuộc chiến trước đây người ta thường coi nhẹ. Đó là phải kể đến UAV, vũ khí cho tác chiến tương lai. Sự xuất hiện và màn trình diễn của UAV trên các chiến trường trong năm qua cho thấy đây thực sự là tương lai của tác chiến hiện đại. Giá thành rẻ hơn nhiều tên lửa, khả năng phá hủy vũ khí, uy lực trên chiến trường, giảm thiểu tối đa thiệt hại về nhân lực là những ưu điểm khiến các bên tin dùng UAV. Một trong những UAV nổi tiếng nhất trên chiến trường năm qua là Lancet. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng đây được xem là một thành công nổi bật của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Lancet thể hiện hiệu quả đáng kinh ngạc khi có thể phá hủy hàng loạt các mục tiêu từ khoảng cách xa, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực, điểm kích độ trong căn cứ, pháo binh và hệ thống phòng không. Theo thống kê từ các chuyên gia,
tính đến tháng 10, Lancet đã đánh trúng khoảng 142 lần vào pháo tự hành và 170 vào súng cối cùng hệ thống hỏa lực khác của Ukraine. Theo cơ sở dữ liệu do trang phân tích nguồn mở ODX tổng hợp, Ukraine đã có 212 khẩu pháo tự hành bị phá hủy hoặc hư hỏng. Điều này cho thấy Lancet có thể là nguyên nhân gây ra 64% tổn thất cho pháo tự hành của Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine cũng ghi nhận hai bên sử dụng ngày càng gia tăng UAV góc nhìn thứ nhất, viết tắt là FPV. Đây là những UAV chỉ có giá vài trăm tới vài nghìn USD, có cấu tạo tương đối thô sơ. Điểm nổi bật là chúng được trang bị camera giúp người điều khiển quan sát chính xác mục tiêu để thả thuốc nổ hoặc cho UAV lao thẳng xuống để phá hủy. Hiện nay, Việt Nam cũng đã đạt được những tiến trình nhất định trong việc nghiên cứu phát triển UAV UCAV Make in Việt Nam. Thậm chí có những loại UAV do Việt Nam sản xuất đã có thể xuất khẩu sang Mỹ như HEDA. Điều này cho thấy Việt Nam không cần tốn nhiều kinh phí để mua sắm UAV mà có thể tự sản xuất được. Chi phí quốc phòng sẽ giảm đi nhiều nếu có một cuộc chiến thực sự xảy ra. Một loại vũ khí khác cũng làm mưa làm gió tại chiến trường Nga-Ukraine trong năm qua chính là hệ thống tác chiến điện tử. Hiện nay Việt Nam đã sở hữu, không cần mua thêm. Kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát, đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để đánh chặn hệ thống liên lạc và máy bay không người lái của Ukraine. Nga đã sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử để bắt bài các loại vũ khí tiên tiến từ phương Tây như HIMARS do Mỹ viện trợ. Các hệ thống tác chiến điện tử có thể cản trở mạnh mẽ các loại vũ khí tiên tiến bằng cách gây nhiễu tín hiệu hoặc làm tên lửa rối loạn định vị, khiến nó lao trượt mục tiêu. Chúng được gọi là vũ khí không thuốc súng vì không cần dùng đến thuốc nổ nhưng có thể gây ra thiệt hại lớn cho đối phương. Trước đó, UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất từng làm mưa làm gió trên chiến trường cũng dần mất đi hiệu quả sau khi Nga triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử ra tiền tuyến. Trong khi đó, tại Gaza, cả Israel và Hamas đều đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử EVK tối tân nhằm vô hiệu vũ khí của đối phương. Theo các chuyên gia, Hamas đang ngày càng làm chủ năng lực tác chiến điện tử nhờ sự ủng hộ từ những lực lượng đồng minh trong khu vực và mức độ phổ biến của công nghệ hiện đại. Với những vũ khí này, Hamas có thể cản trở năng lực do thám, trinh sát tình báo và mạng lưới UAV của Israel ở tầm thấp hoặc trên mặt đất ở Gaza. Trong khi đó, Việt Nam cũng có thể nghiên cứu chế tạo những hệ thống tác chiến điện tử do Viettel nghiên cứu và chế tạo, đã đạt được một số kết quả nhất định nghiên cứu, chế tạo và ứng dụng thực tế công nghệ tương đương thế giới như đưa vào trang bị hệ thống trinh sát vô tuyến VSI-3 tương đương hệ thống trinh sát Blackbeard 350 của hãng TCI của Mỹ, thử nghiệm thành công tại đơn vị hệ thống trinh sát điện tử thông minh tương đương hệ thống VESA-NG nổi tiếng của hãng RA Cộng hòa Séc. Cho nên con đường hiện đại hóa quân sự của Việt Nam cũng cần có thời gian để thay đổi, thích ứng. Nhìn theo góc độ này thì việc nhập khẩu vũ khí Việt Nam năm 2023 giảm về không cũng không hẳn là điều đáng lo ngại. Đây chỉ là một quãng thời gian chậm lại để tính toán kỹ càng hơn trong quá trình hiện đại hóa quân đội Việt Nam mà thôi. Ngoài ra, việc nhập khẩu vũ khí nước ngoài cũng là để mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí trong nước thể hiện mình. Trước đây, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam chủ yếu sản xuất những phương tiện vũ trang và vũ khí hạng nhẹ, chẳng hạn như là tên lửa chống tăng, súng phóng lựu và súng máy. Nay Việt Nam đã bắt đầu phát triển nhiều hệ thống công nghệ cao hơn, gồm máy bay không người lái, radar, tên lửa chống hạm. Thường là hợp tác với công ty nước ngoài, quân đội ta đang phấn đấu làm chủ thiết kế công nghệ nền, công nghệ lõi, gia tăng nội địa hóa vũ khí trang bị và sản phẩm quốc phòng, triển khai hiệu quả chương trình đề án, dự án hậu cần, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự. Đây là những vấn đề rất mới, rất khó. Bởi vậy, sẽ cần sự quyết tâm cao, việc nội địa hóa vũ khí là con đường mà ta cần theo đuổi về lâu dài. Đồng thời, việc công nghiệp quốc phòng trong nước đã chế tạo được những khí tài thế hệ mới, nhất là phòng không không quân, cũng phần nào lý giải cho việc Việt Nam trong giai đoạn này ít nhập vũ khí mới. Và những vũ khí đã mua từ nước ngoài trước đó, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn được đăng trên cổng thông tin chính phủ ngày 12 tháng 2 năm 2024, khi ông trả lời về việc công tác xây dựng quân đội và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng năm 2023 rằng Việt Nam đã chủ động tự sản xuất vũ khí để giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài, bao gồm cả vũ khí chiến lược mang thương hiệu quốc gia. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết thêm rằng công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đã đạt được những tiến bộ mới rất đáng mừng với việc chủ động nghiên cứu, sản xuất thành công một số loại nhiên liệu đặc chủng và vật tư kỹ thuật giảm phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Trong năm tới, công tác hậu cần, kỹ thuật của Quốc phòng Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp quốc phòng đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí chiến lược mang thương hiệu Việt Nam,
Vũ khí chiến lược là các loại vũ khí được thiết kế để đánh kẻ thù từ một khoảng cách xa, trong khi từ điển Britannica viết rằng hệ thống vũ khí chiến lược là hệ thống vũ khí có thể đánh thẳng vào nguồn lực sức mạnh quân sự, kinh tế hoặc chính trị của kẻ thù. Đó có thể là tên lửa đạn đạo tầm xa hoặc các loại vũ khí hạt nhân. Và dự kiến trong triển lãm 2024 này, binh chủng hóa học của Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ ra mắt 25 sản phẩm đặc chủng mà binh chủng tự nghiên cứu sản xuất. Cuối cùng, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng bởi vì thông tin Việt Nam giảm nhập vũ khí, bởi vì ít mà chấp đẳng cấp mới là điều cần phải làm. Tuy số lượng thỏa thuận mua sắm mới ít, nhưng sự thật thú vị là các vũ khí Việt Nam đặt mua đều là những loại hiện đại nhất, được các chuyên gia quân sự thế giới đánh giá cao về mức độ hiện đại với những đặc tính kỹ thuật chiến đấu vượt trội so với vũ khí cùng loại. Ví dụ như hợp đồng mua xe tăng T-90S của Nga. Nhìn bên ngoài, những chiếc MBT thế hệ mới của quân đội Việt Nam hầu như không có nhiều khác biệt so với các biến thể T-90S được Nga bán ra nước ngoài. Nhưng theo một số thông tin thì xe tăng này đã có khá nhiều cải tiến đáng kể. Đáng chú ý đó là những công nghệ và thiết bị áp dụng trên phiên bản T-90S dành cho xuất khẩu cũng được Nga ứng dụng trên thế hệ cao cấp hơn là T-90M hay thậm chí là cả T-14 Armata. Chi tiết gây chú ý nhất trên xe tăng T-90S đó chính là đôi mắt đỏ, đèn nhiễu OTS-HU-17 thuộc hệ thống phòng vệ chủ động mềm, có tác dụng làm mất tín hiệu điều khiển của tên lửa chống tăng thế hệ 2 hoặc thấp hơn. Căn cứ vào hình dáng bên ngoài, thiết bị lắp trên những chiếc T-90 của chúng ta là phiên bản nâng cấp OTS-HU-17M có giải tần làm việc rộng hơn. Nhận biết được tín hiệu từ bệ phóng của những tổ hợp tên lửa chống tăng mới ra mắt để tăng khả năng chế áp điện tử. Pháo tháp của T-90S cũng được trang bị máy nạp đạn tự động mới, cho phép các loại đạn thanh xuyên dài hơn Svinit 2. Loại đạn này xuyên được hơn 800mm tháp đồng, nhất là khi bắn ở cự ly 2000m. Hai hợp đồng mua tổ hợp tên lửa phòng không Spider của Israel cũng được cải tiến nhiều. Thường thì Israel xuất khẩu hệ thống Spider-SR có thể đánh chặn các mục tiêu trên không từ khoảng cách 20km ở độ cao 9000m. Hệ thống Việt Nam mua Spider-MR có tầm bắn tối đa lên tới 50km ở độ cao 16000m, vượt trội hơn gấp đôi. Vũ khí mua sắm mới được phân bố đều cho tất cả quân binh chủng, thay vì chỉ tập trung cho hải quân và phòng không không quân như trước đó. Xu hướng có thể thấy rõ là lục quân Việt Nam đã bắt đầu được trang bị một số vũ khí mới thực sự hiện đại. Tất nhiên là với số lượng vẫn còn ít, nhưng so với 10 quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam hiện tại vẫn đang đứng vị trí thứ hai sau Indonesia về tiềm lực quân sự. Nhưng vũ khí Việt Nam lựa chọn mua sắm trước đó và tiềm lực sản xuất vũ khí hiện tại của Việt Nam cũng khiến nhiều quốc gia trong khu vực phải trầm trồ ao ước. Đồng thời hiện nay, Việt Nam đang tập trung phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao đời sống cho người dân. Do đó, ngân sách các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng cũng cần được phải tăng lên. Nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu, trải qua dịch bệnh và căng thẳng thương mại toàn cầu. Do đó, chính phủ cần phải cân đối chính sách cho các lĩnh vực khác như để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, môi trường an ninh khu vực tương đối ổn định trong những năm gần đây, các tranh chấp lãnh thổ được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán và đối thoại. Nhất là Việt Nam đang trong vị thế cân bằng giữa các cường quốc, các nước lớn trong khu vực và trên thế giới đều muốn làm bạn với Việt Nam, vậy nên khó có một cuộc chiến tranh xảy ra lúc này đối với Việt Nam của chúng ta. Tóm lại, không phải Việt Nam hết tiền nên không mua vũ khí trong thời gian qua, mà Việt Nam cần có thời gian chững lại để đánh giá, xem xét những vũ khí nào đáng đầu tư qua hiệu quả thực tế chiến trường. Hơn nữa, việc chững lại một thời gian cũng giúp Việt Nam tập trung nhiều vào việc phát triển kinh tế nước nhà. Có tiềm lực kinh tế mạnh đồng nghĩa với việc đầu tư quân sự cũng mạnh lên. Không có quốc gia nào trên thế giới tiềm lực kinh tế còn yếu kém mà lại bỏ nhiều tiền để chạy đua vũ trang. Đồng thời, Việt Nam cũng đang từng bước làm chủ được nhiều các công nghệ vũ khí, công nghệ lõi trong tương lai có thể tự cung cấp mà không cần đầu tư nhập khẩu vũ khí nước ngoài.